Choáng với gia thế của vợ diễn viên Hoàng Anh, nhìn căn nhà mà giật mình. Ai cũng bất ngờ khi thấy cận cảnh bên trong ngôi nhà của vợ Hoàng Anh. Thông tin đám cưới của nam diễn viên Hoàng Anh và vợ Việt Kiều là chủ đề đang được khán giả quan tâm. Ngoài nhan sắc cô dâu chú rể, người hâm mộ cũng cực kỳ tò mò về gia thế của bà xã Hoàng Anh. Sáng ngày hôm nay, nam diễn viên Hoa Nắng và nhà trai đã có mặt tại nhà gái từ rất sớm để làm lễ rước dâu. Qua clip phát trực tiếp buổi lễ long trọng này, ai cũng phải bất ngờ khi thấy cận cảnh ngôi nhà của cô dâu Việt Kiều. Khung cảnh từ bên trong ngôi nhà nhìn ra, có thể thấy Hoàng Anh và dàn bê tráp đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ đến giờ để vào làm lễ. Ai nấy đều rạng rỡ mừng ngày vui của cô dâu và chú rể. Phía bên ngoài ngôi nhà, nơi gia đình Quỳnh Như sinh sống. Đi vào bên trong thì còn choáng hơn, phong cách nhà vợ Hoàng Anh khá chật chội. Ai cũng nghĩ nam diễn viên sinh năm 1986, lấy vợ giàu có và gia thế khủng. Nhưng nhìn vào nội thất ngôi nhà vợ ở Vũng Tàu thì không hẳn vậy. Tuy không gian không mấy rộng rãi, nhưng bàn thờ được nhà gái bày biện gọn gàng và đẹp mắt. Khung cảnh phòng khách trước lễ rước dâu. Có thể thấy nội thất bên trong nhà vợ Hoàng Anh không hề xa xỉ, thậm chí khá đơn giản, chỉ trưng bày những vật dụng cần thiết cho sinh hoạt. Không gian eo hẹp nên Quỳnh Như cũng phải ra ngoài phòng khách để ngồi trang điểm. Được biết, sau khi lễ rước dâu kết thúc, Hoàng Anh và vợ Việt Kiều sẽ cùng về quê nhà chú rể để làm đám cưới ở Cần Giuộc vào lúc 14 giờ ngày hôm nay. Trấn Thành cười nhầm chỗ, đây mới là người xứng đáng giành 150 triệu. Xoay quanh chiến thắng 150 triệu của Hotboy trà sữa ở mùa 3, thách thức danh hài, nhiều ý kiến cho rằng đây là chiến thắng không xứng đáng. Có khán giả nhận xét Trấn Thành cười nhầm chỗ, cô giáo Cẩm Hà mới là người xuất sắc nhất. Tối 22 tháng 2, tập 17 chương trình thách thức danh hài mùa 3 đã lên sóng. Sau 5 vòng thi liên tiếp chọc cười Trấn Thành, Hotboy trà sữa đã giành giải thưởng 150 triệu đồng. Ngay sau khi chương trình phát sóng, đã có nhiều ý kiến trái chiều về sự việc, đa số đều chỉ trích sự dễ dãi của Trấn Thành và không ủng hộ với chiến thắng của Hotboy trà sữa. Nhanh chóng sau đó, Trấn Thành đã đăng tải dòng trạng thái với nội dung mình sai rồi, có những điều không biết phải giải bày thế nào, thôi thì hay. Lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ với hàng ngàn bình luận. Trên fanpage của chương trình Thách thức danh hài, nhiều người tỏ rõ quan điểm ủng hộ tiết mục của cô giáo Cẩm Hà. Facebook Thanh Phạm chia sẻ, nếu nói hay thì Cẩm Hà xứng đáng hơn vì Hà diễn xuất rất duyên dáng, trong khi Lợi không có đầu tư và nét diễn khô cứng. Trường Giang nói đúng, nếu sân khấu khác sẽ chẳng ai cười, nhưng Hà thì khác, cô sẽ thành công nếu được đào tạo chuyên nghiệp và có niềm đam mê. Tài khoản Linh Liêu nhận xét, tôi thấy Tấn Lợi diễn chưa sâu, giải thưởng 150 triệu chưa xứng đáng. Trong khi đó, chị Hà quá xuất sắc, diễn bằng chính con người và niềm đam mê của mình. Bạn Lê Đăng Nhật thẳng thắn viết, voi cô giáo Cẩm Hà, Tấn Lợi vào vòng gala diễn chưa hay lắm, đặc biệt vòng 5 chưa xuất sắc gây cười nhưng vẫn chiến thắng. Bên cạnh đó là những ý kiến không đồng tình với chiến thắng dễ dàng của Hotboy trà sữa. Bạn Đào Mạnh Cường viết, thực sự không xứng đáng có được 150 triệu, tiết mục quá đổi bình thường, không hiểu sao là dễ dàng giành chiến thắng như vậy. Tài khoản Duyên Hồ lại khéo đặt câu hỏi đá xéo, bạn có cảm nghĩ gì khi không cần diễn so với nhiều thí sinh khác nhưng vẫn có giải thưởng 150 triệu? Dòng trạng thái của MC Trấn Thành, bạn đọc Ngọc Quang Phương tỏ rõ sự không hài lòng. Quá sai đi, nếu chị Hà đạt giải showbiz có thêm một diễn viên yêu và đam mê với nghề, vậy mà không được công nhận để đổi lấy một anh chàng ngây ngô và ngôn từ lên ngôi. Facebook Hoàng Cường đưa ra lời khuyên cho MC nổi tiếng. Mong lần sau anh công bằng cho những người yêu nghề, chứ xem đi xem lại vẫn thấy chiến thắng đó chưa xứng đáng. Bên cạnh những ý kiến chỉ trích và không đồng tình, nhiều người lại đưa ra quan điểm trung lập và tỏ rõ sự cảm thông với hành động của Trấn Thành. Bạn Minh Thiện viết, mình không có ý kiến gì với chị Cẩm Hà và Tấn Lợi, chỉ thấy rằng đoạn cuối nghe Tấn Lợi và Trường Giang nói rất thấm thía. Anh Gia Trung Nguyễn tỏ rõ sự cảm thông, thực ra đều do suy nghĩ mỗi người, trước đó Tấn Lợi cũng có những tiết mục làm khán giả cười nghiêng ngả đó chứ. Anh ấy làm đúng với tiêu chí chọc cười giám khảo, còn Trấn Thành cười đơn giản chỉ do cảm nhận, mọi người không nên làm quá sự việc lên như vậy. Hoài Linh, Trấn Thành và loạt sao bự xuất hiện trong đám cưới của con trai đại gia khét tiếng Sài Gòn. Nhìn dàn khách mời toàn sao bự thì cũng đủ biết vị đại gia này hoành tráng thế nào rồi. Tối hôm qua, 24 tháng 2 tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh,
đã có đám cưới của con trai một đại gia gốc Cần Thơ, quy tụ được hàng loạt những tên tuổi lớn của showbiz Việt như danh hài Hoài Linh, MC Thanh Bạch, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên và Nguyễn Phi Hùng. Các sao biểu diễn rất sung và vui vẻ, Lệ Quyên chưa bao giờ đi hát đám cưới mà lần này cũng thể hiện 5 ca khúc hit. Mr. Đàm mang đến tận 8 tiết mục, ngoài ra còn cả Hoài Linh và Phi Hùng cũng biểu diễn. Hôn lễ được dẫn chương trình bởi MC Trấn Thành, còn phần nghi thức lễ được MC Thanh Bạch chủ trì. Chỉ cần nhìn qua dàn sao thôi cũng đã biết vị đại gia này chịu chơi và chịu chi thế nào trong đám cưới của con trai mình. Đàm Vĩnh Hưng trình diễn 8 tiết mục, nam ca sĩ Phi Hùng biểu diễn rất nhiệt tình, Lệ Quyên hát tận 5 ca khúc hit. Trấn Thành và đàn anh Thanh Bạch dẫn chương trình. Trấn Thành vui vẻ trong đám cưới, danh hài Hoài Linh thân thiết với gia đình cô dâu và chú rể, anh ăn mặc giản dị hết sức. Diễn viên Vân Trang cũng có mặt trong hôn lễ, chân dung cô dâu chú rể trong ngày lễ trọng đại của mình. Trước đó lễ đính hôn của cặp đôi này cũng đã rất hoành tráng, tiệc được tổ chức vô cùng sang trọng. Còn đây là cổng chào của nhà trai trong ngày cưới, được trang hoàng rồng phượng hoành tráng và tỉ mỉ. Có lẽ nên gọi Harry Won và Trấn Thành là cặp vợ chồng lầy lội và xến xẩm nhất showbiz Việt. Vợ chồng Harry Won Trấn Thành liên tục thể hiện tình cảm mọi lúc mọi nơi, rồi dành cho nhau những lời ngọt ngào không thể xến hơn. Tính tới thời điểm hiện tại, Harry Won và Trấn Thành đang là một trong những cặp đôi hot nhất nhì làng giải trí Việt. Trải qua nhiều sóng gió, cả hai đã có cái kết đẹp viên mãn với một đám cưới cổ tích vào cuối năm 2016. Hai vợ chồng không chỉ khiến người hâm mộ thích thú trước hàng loạt khoảnh khắc đáng yêu cùng diện đồ đôi, mà ngay cả cách họ chăm sóc cho nhau cũng làm fan ghen tị. Thậm chí không ít người phải nổi da gà về sự lãng mạn của Harry Won và Trấn Thành. Nhiều ý kiến còn hóm hỉnh nhận xét đây chính là cặp vợ chồng xến xẩm nhất showbiz Việt. Nhìn vợ đi làm vất vả, phải ngủ gật rồi ăn bánh mì trong hội trường, Trấn Thành không khỏi xót xa và thương Harry Won. Bù lại, nữ ca sĩ đã đích thân chuẩn bị món quà sinh nhật bất ngờ cho ông xã, khiến anh không nhịn được cười. Tấm bản với lời chúc xến xẩm nhưng rất đáng yêu của Harry dành cho Trấn Thành. Harry Won cũng thường xuyên đăng tải những bức ảnh dòng trạng thái nịnh chồng. Harry cũng nũng nịu trong ngày ra sân bay tiễn chồng đi lưu diễn nước ngoài. Nhìn ảnh này sao Trấn Thành nở xa vợ được. Gần đến ngày lễ tình nhân, Trấn Thành bận đi lưu diễn tại Mỹ. Harry ở nhà cũng nũng nịnh, nhớ kỷ niệm ngày mới yêu nhau của hai vợ chồng. Cũng thời điểm đó, Trấn Thành đăng tải dòng trạng thái cân vợ không thể sến hơn. Valentine xa, dành cho em những lời yêu thương nồng nàn nhất của anh. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh như một món quà. Mãi yêu em. Happy Valentine bà xã, Trấn Thành viết. Trở về Việt Nam đúng ngày lễ tình nhân, anh đã tạo bất ngờ cho Harry Won. Hai vợ chồng tình tứ nắm tay nhau liên tục trong ngày ra mắt bộ phim 49 ngày 2 do Harry Won đóng. Anh MC không quên hết lời khen ngợi bà xã và kêu gọi mọi người ủng hộ xem phim. Dù ở bất cứ đâu, hai vợ chồng cũng diện đồ đôi và ôm nhau tình tứ. Đi trên đường thì không thể không nắm tay nhau. Ngồi quán ăn, Harry cũng phải gác chân lên Trấn Thành mới chịu. Trấn Thành chăm sóc bà xã từng ly từng tí, nhưng cũng có lúc anh dìm hàng Harry Won không thương tiếc. Cặp đôi chụp ảnh selfie bất cứ nơi đâu. Và dĩ nhiên là ôm nhau, hôn cũng chẳng ngại ngần gì cả. Bị ném đá tơi tả vì thắng không thuyết phục tại thách thức danh hài, hot boy trà sữa hành động khiến nhiều người bất ngờ. Ngay khi chương trình kết thúc thách thức danh hài, nhiều người đã tỏ thái độ khá gay gắt trước kết quả này. Chắc chắn không ít thì nhiều, hot boy trà sữa Lê Tấn Lợi đã phải chịu những áp lực nhất định từ phía dư luận. Bởi vậy, mọi động thái của anh chàng trong thời điểm nhạy cảm này đều được đặc biệt chú ý. Vượt qua nhiều thí sinh, Lê Tấn Lợi ẵm trọn 150 triệu của chương trình nhưng lại gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, có vẻ như Tấn Lợi rất ổn khi vừa mới đây, anh chàng cập nhật trên trang Facebook cá nhân của mình dòng trạng thái dài để cảm ơn tất cả mọi người. Anh chàng tỏ ra rất phấn khích và vui vẻ khi thông báo tin vui giành được 150 triệu của chương trình. Đồng thời, trước những áp lực từ phía dư luận, anh chàng bình tĩnh cảm ơn và tự hứa sẽ cố gắng làm thật tốt trách nhiệm của mình trên con đường sẽ bước. Em chân thành cảm ơn chương trình Thách Thức Danh Hài đã cho em cơ hội được đứng trên sân khấu lớn và làm cho mọi người cười, em vui lắm. Em cảm ơn anh Thành và anh Giang đã cười để em có giải thưởng cao. Em sẽ ghi nhớ những gì hay anh đã khuyên em.
Em sẽ cố gắng làm thật tốt trách nhiệm của mình trên con đường của em chọn sắp tới. Cảm ơn hai anh nhiều lắm. Cảm ơn quý khán giả đã ủng hộ em nhiệt tình trong thời gian qua. Cảm ơn khách mối trà sữa của em luôn. Cảm ơn anh trai Louis đã động viên khuyên nhủ em thường xuyên. Cảm ơn gia đình và cảm ơn em mập. Đứng trên sân khấu không biết nói sao, giờ em xin được cảm ơn nhiều lắm. Sau khi chương trình kết thúc, dù có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng Lê Tấn Lợi chọn cách bình tĩnh và gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người. Cũng giống như danh hài Trường Giang nhắn nhủ, nhiều người không muốn Tấn Lợi đi vào con đường showbiz và cứ mãi yêu thương vợ mập, mãi là anh chàng bán trà sữa ngô nghê chân thật, dành trọn tình cảm của nhiều người. Bởi vậy, khi Hot Boy Trà Sữa chia sẻ dòng trạng thái cảm ơn và úp mở những hứa hẹn cho con đường anh chọn trong thời gian tới, không ít người đã rất tò mò và trông đợi về những lựa chọn của Tấn Lợi. Không ít người tranh cãi gay gắt trước những kết quả này, nhưng vẫn nhiều người động viên và dành những lời tốt đẹp cho chàng trai. Một số người hâm mộ còn khuyên anh chàng đừng nên dấn thân vào showbiz làm gì.